Anh lên thuyền luôn rồi. Ok, xin chào tất cả anh em này, trở lại với kênh Duy Khải nha. Và Duy Khải chúc anh em buổi xem video vui vẻ em ơi. Ở video này thì như ở video trước tiếp theo thì sau khi đã đấu giá được 40 túi lợi bao công thành chiến và cũng như là 10 cái rương bão, rương trong bão ngày hôm nay, thì bây giờ Khải sẽ bắt đầu khui lợi bao công thành chiến gồm có gì. Anh em hay hỏi là cái lợi bao công thành chiến này nó có gì và mà tại sao giá nó lại cao vậy. Và cũng như cái rương này, thì rương này thì anh em cũng xem Khải mở gần 40 rương ở server này thì anh em cũng biết rồi. Thì nó ra này, An Bang, Định Quốc, Như Tình, Hiệp Cốt các kiểu nha anh em, hên xui nha anh em. Đó, nói chung là chủ yếu là nhân phẩm thôi. Anh em nào may mắn thì được áo Như Tình rồi này nọ thì bán có tiền, hoặc là gia trì An Bang đó. Còn đen đen thì cứ nhẫn Hiệp Cốt rồi nhẫn Như Tình cái gì làm thôi. Đó, vậy thôi. Chứ còn đỡ mà tính mà cái dạng mà dở anh thì Khải nghĩ rất là khó nha. Tại vì Khải đã mở gần 40 rương rồi. Anh em có thể xem lại video trước, Khải đã mở gần 40 rương rồi, không ra một áo Như Tình luôn. Đó, anh em cứ nghĩ đi, không phải đơn giản đâu nè. Nên chủ yếu là hên là nhân phẩm của anh em thôi, xui là anh em do chịu thôi. Rồi, ok, lên Hoa Sơn mở ngay và liền, làm bộ ăn ban luôn ạ. Ok anh em, lên qua phần tường lên Hoa Sơn, đừng đi chỗ kia mà đi phần tường cho nó sướng đi. Rồi ok, bút cái giờ đẹp đẹp ngay rồi. Ok vô anh em ơi, anh em đang xem một like chia sẻ nè, một like chia sẻ nè em ơi, khui rương nha. Trước mắt thì Khải sẽ ăn 20 cái túi là ba con thành đủ, nó sẽ bỏ vô không được ta. Là ba con thành anh em xem, thì cái này thì sẽ được 50 vạn trên một túi nha em, 50 vạn trên một túi nha em. Và Khải đấu hết cái này là Khải đấu hết 40 túi này là 6 kim. Đó, Khải đấu hết 40 túi này là 6 kim, cứ 10 bao là 1 kim rưỡi, 10 bao 1 kim rưỡi nha em. Rồi 10 cái rương này là Khải đấu hết là 5 kim rưỡi. Thì ở video này là Khải làm cho anh em xem video này là hết 11 kim 5 nha em. 11 kim 5 nha. 11 kim 5 ấy. Bây giờ Khải mở cho anh em xem nha. Đây, mở. Đó, thấy chưa, 50 vạn thấy chưa? Easy là 50 vạn rồi mà không biết là có rương này nọ nữa thì nó sẽ hên xui nha em. 50 vạn rồi. Đó ra này ngồi đi. Đó, này ánh trăng đồ đẹp hơn nè. Rồi, tách cực khác luôn, không quan tâm ai luôn. Rồi. Mặc luôn đi. Đó, cho nó yên tĩnh nè. Rồi, mở. 50 vạn tiếp. Đó, 50 vạn là lỗ. Nói chung nếu mà ra 50 vạn không có gì là lỗ 50 xu. Đó, cứ 50 vạn không có gì là lỗ 50 xu. Tại vì 50 vạn là nó đã 100 xu rồi nè. Cứ 13 một kim rưỡi mà. Mở hai bao được 100 vạn là 200 xu rồi. Đó, là lỗ. Lỗ hai túi không có gì. Tiếp tục không có gì. Được kinh nghiệm nè. Đó, được lại 2 triệu kinh nghiệm nè anh em. Được 2 triệu kinh nghiệm nè. Cánh người bánh rồi. Ui. Không có rương. Rương đâu? Rương đâu? Rương đâu? Có rương thì mày ra nè. Có rương, rương đâu? Đủ xanh xong có gì vậy ta? Rương. 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 Đúng rồi, đi ra cái cánh đèn trước mà sao đèn vậy? Không có rương luôn, không có rương luôn. Mạnh nào, mạnh nào, mạnh mạnh nào. Ui. Một ca dạng này anh em, một ca dạng. Ủa mà auto cất nhanh dữ ta. Auto cất một túi nhanh dữ ta. Auto cất một túi rồi nha anh em. Đó. Tiếp tục. Do Khải di chuyển á. Chưa có luôn. Rương đâu? Rương đâu? Kiếm một rương là được 1k 5. Kiếm một rương là được 500 mấy chục xu. Không có rương. Không có rương. Cái túi này chỉ là đa số lấy kinh nghiệm để up cấp nha mọi người. Nếu mà đen quá là lấy kinh nghiệm up cấp thôi. Nếu mà đen quá lấy kinh nghiệm up cấp thôi. Đủ gần mười mấy bao chưa có gì đâu. Đủ mấy kia nó mở sao hơn mình mở. Không có gì ta, toàn tiền dạng thôi. Rồi, ok, tính ra thu được 2k dạng. Hết rồi, hết hết 6 kim. 6 kim. Hết 6 kim mà thu là được có 2k vạn thôi. Thì đúng ra là tính ra Khải lỗ 2 kim. Khải lỗ 2 kim nha anh em. Khải lỗ 2 kim tại vì 2k dạng thì được 4 kim rồi. Đó, Khải lỗ 2 kim từ cái đó. Và bây giờ thì đây là cái anh em đang chờ đợi đây. Khui nào. Đây là vật phẩm anh em đang chờ đợi đây. Được rồi. Giấu giấu khui bói cho nó vui nha anh em. Đây, Khải sẽ giấu vào góc này. Khui nha anh em, khui. Một cái, bói. Một dây chuyền. Rồi xong, tiếp tục. Anh em thấy dây chuyền nha anh em. Đó, à, một dây chuyền hiệp cốt. Bói. Khui. Khui. Một cái nhẫn rồi đây. Đủ nhẫn sức mạnh từ nhẫn ăn bàn kháng họ chứ. Má đang thiếu nhẫn ăn bàn kháng họ nè em ơi. Rồi tiếp tục, tiếp tục, tiếp tục. Tiếp tục anh em. Tiếp tục. Tiếp tục. Giấy chiên. Giấy chiên gì đây? Woo. Trời ơi. Ăn 3540. Ba mẹ nó ăn 3540. Đậu xanh. Ăn 3540. Đậu xanh. À kỳ quá.
ăn 3540. Vãi nồi thì chứ. Tiếp tục. Đồ ra giờ này đẹp quá, tưởng ra ăn bàn ngon ngay nè. Cùi đồ ra ăn bàn 540 nè. Quá trời ơi, nồi được 146. Tiếp tục. Má ra giờ ăn bàn thấy mừng rồi. Tiếp tục. Nhận rồi, nhận vô tình rồi, toàn lại còn 6 cái nữa nè mày. 6 cái nữa, tiếp tục. Khui hạng. Cho đợi nhận. Đổ nhận nữa, hiệp cốt nữa rồi. Hiệp cốt nè mày. Tiếp tục. Khui hạng. Trời ơi, một giày được quá. Wow, 40, trời ơi, đồ má, mình toàn giày đường gót nè mày. Tiếp tục, má giày đường gót không có giá nè mày. Bỏ qua này đây. Giày đường gót tầm này thì vài trăm xu thôi nè. Vài trăm xu, 500 xu thôi. 10 cái rương này, khải mua hết 5 kim 5 nha nam. Khui hàng. Bói. Gì đây, giờ ăn bán. Thôi chết mày, một dòng. Ôi, một dòng má, biết một dòng nhu tình nè em ơi. Áo nhu tình đồ gian bang đâu, gửi vốn ơi. Áo nhu tình rồi nè, gửi vốn. Giá chiền. Trời ơi, lời hiệu cốt, hai cái cuối cùng rồi nè em ơi. Lời hiệu cốt, tiếp tục, mới vô đây. Tiếp tục cho đỡ ghiền, rồi ok. Hai cái một lúc, gì đây. Một giá chiền ăn vàng. Đồ răng nó nhắn này là viết chắc chắn hiệp cốt rồi. Đồ giá chiền ăn vàng gì đây. Trời ơi, đồ xanh 16 vãi nồi. Đồ trời ơi, đồ giờ 16 anh em. Trời ơi. Cũng được, trời ơi, cũng được gửi giống đấy. Bán 10 kim còn có người mua đấy. Được. Oh yeah baby. Cũng được đó anh em. Nào, dài 16 cũng được rồi. Má dài của mình 15 anh em. Đây. Má nhỏ thiệt chứ. Cũng có cái gọi là đậu xanh. Vài kim cũng mừng được. Đồ vãi liền cũng được anh em. Trời ơi, đồ 20 đi. Má 20 là đẹp luôn anh em. Đồ tiết gơ rồi em. Anh em không? Bói cái gia truyền này nó mới đẳng cấp. Hiểu không? Bó cái gia truyền này làm chưa? Trời ơi, được không? Cứ ra nhu tình là mình là nghi gì ăn băng. Cứ ra gia nhu tình nghi gì ăn băng. Dây này là 16. Trời ơi, cũng được anh em, cũng được. Nhưng mà không có giá nhiều lắm. Nhưng mà bè cũng được 7 đến 10 kim. Cũng được gửi giống 10 rương anh em. Đó. Cũng được gửi giống 10 rương. Tại vì 10 rương này Khải mua có 5 kim 5 thôi. Khải mua có 10 rương này là 5 kim 5 thì nó cũng khá là ok. 5 kim 5 thì anh em mới nghĩ là 5,5 kim đi, nhân cho 70 thì nó khoảng tầm 400.000 thôi. Mà giá này thì bán có lỗ lắm thì cũng được 350-400 một năm. Đó, ok chưa? Quá đẹp hôm nay. Một ngày thiệt là, tuy rằng là mở nó không có gì xa lạ, nhưng mà ra giai đoạn bang Khải cảm thấy khá là vui nên khá là ok luôn. Hồi xưa cho thiệt anh em, Khải mở rất nhiều nha. Có tuần Khải mở 12 rương này. Có tuần Khải mở 18 rương này. Có video Khải mở 8 rương này, gần 40 rương. Chả có gì luôn, đậu xanh rất từ đầu đến cuối. Không có gì luôn. Được một áo đình quốc 4 mấy, được một áo hiệp cốt 50. Bán cũng được ít, nhưng mà lúc đó thời đó rương khá là cao. Một cái rương đến 3 kim mấy lận, lấy lỗ nè. Hồi đó lỗ nặng luôn, ra được một áo hiệp cốt bán được 5 kim thôi, lỗ nặng luôn. Hồi đó áo hiệp cốt full nộp là lỗ nặng luôn. Tầm này ra được ăn ban. Đúng rồi, tầm 400k được rồi anh em, đẹp lai. Tầm này 400k cũng được anh em, 10 kim tầm, nếu 10 kim hơi cao, nếu mà được thì cũng 6-7 kim gỡ vốn cũng được anh em. Đây cho anh em xem, quá hợp lý luôn. Hiện tại thì Khải cũng đang để dành một set đồng bang để Khải đánh đường môn anh em. Thì dây Khải thì lúc đầu Khải mua anh em biết rồi. Má Khải mua 3,5 triệu anh em, thấy Khải sẽ làm video không? Đó, dây này Khải mua 3,5 triệu ấy, Khải để dành đến bây giờ là hơn 2 tháng rồi. Và hôm nay thì lại được thêm một dây 16 nữa, thì chắc là nếu mà có ạc đường môn hoặc là có đủ xét đồng bang thì Khải sẽ dùng dây 16 thôi. Dây 15 này thì có thể bán lại ai đó 3-4 kim cũng được. Tại vì mình thêm 1% thì nó cái xét đồ mình nó sẽ có cảm giác nó ok hơn nè. Đúng rồi, bây giờ ăn bang giờ rẻ lắm Huy ơi. Ăn bang rẻ là do cái server này, cái nhẫn với cái ngọc bội nó hiếm á. Thì đâm ra cái nhẫn với ngọc bội thì có giá 1-2 triệu. Còn dây chuyền thì nó là ngược lại nè.
giao diện với Nhẫn thì nó thì ngược lại, nó rất là rẻ. Hồi đầu cái Nhẫn này Khải mua 1 triệu, hồi đầu cách đây 2 tháng trước Khải mua Nhẫn này 1 triệu, giao diện này 3,5 triệu đỡ dành đỡ đủ xét đó. Mà ai ngờ má mình càng chơi thì lại không có Nhẫn kháng hộ, lại không có ngọc bội mận nè, nên là không biết bây giờ là như thế nào đỡ đủ xét đây. Không biết khi nào mèo đâu vô đây giao dịch, em giao dịch nhanh gọn. Không biết là khi nào đã đủ set đây, tại vì Khải rất muốn đã đủ set, Khải đánh đường môn nè. Đó. Đây, nói chung thì ở video này thì cũng khá là ok rồi. Mở được 10 rương, tốn hết 5 kim 5 mà được ra cho chuyện này thì giờ bán 5 kim 6 kim cũng có người hốt đó anh em, bảo đảm anh em luôn. Thì là hò tiền á. Ok rồi. Còn cái mở rương kia thì Khải lỗ 2, mở 40 bao kia công thành thành thì Khải lỗ 2 kim. Đó. Dạ thôi, còn gia truyền này nói chung là còn ok. Rồi ok, chất lượng luôn em. Anh em xem video thì đừng quên ủng hộ mạnh, like, chia sẻ. Và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và nhấn vào chuông để theo dõi những buổi live stream từ kênh Khải, cũng như là đánh lệnh bài bot này, khui rương Hồng Kim Môn Phái, khui rương An Bang Nhu Tình này, rồi đánh Tống Kim lái top cho anh em xem này, rồi đi công thành chiến như hôm nay này. Đó, như hôm nay hai thành quá vui chưa. Đó, dạ thôi. Rồi cũng như là những buổi hoạt động cùng ban áo trên bài quả này nọ nha. Và Duy Khải cảm ơn em rất nhiều. Và video này Khải sẽ cắt nhỏ và up trên kênh nha anh em. Cảm ơn em rất nhiều nha. Quá đẹp.